Rồi, xin chào cả nhà nha. Chỗ mình mới vừa mưa, mưa quá xá, mưa quá xa luôn. Mưa động dũng luôn. Bây giờ mưa xong thì mình hôm bữa mình làm ăn cá lóc, mình nướng á thì có một bạn nói là cá lóc bữa nào kiếm cá lóc đồng quay me ăn thử. Hôm nay mình sẽ quay me. Mình cắt giờ mình ăn chú Út đang cắt rau. Cắt rau vô cái hồi mình sẽ quay me con cá. Nó tiếng quay vậy chứ mình chiên, chủ yếu là chiên chứ không quay. Cái quay cho nó sang nha. Mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Giờ mình cắt khúng lũi nè, giúp cá. Còn không khúng cây thì mình mua. Tại vì khúng cây mình chưa có trồng, mới trồng lại. Chưa mà không mình mua ba về mình ghim á. Sát ở dưới á chú. Cắt trên mà với thêm xà lách nữa kìa. Đó, ngày cho đó là mình mới trồng mấy khúng cây á. Với quế. Quế lên từng khúc rồi kìa. Với chốt mới cho thêm một cây. Cái những cây đó nó cây gì quên tiêu rồi. Lăng tự nhiên nhìn tên đó chồng ở đó đó tự nhiên nói cái quên tên. Còn cái bên là mấy bụi giúp cá với có ăn chồng bên kia chồng giờ ớt nó 4-5 cây kìa không hút ra ăn trái mệt nghỉ luôn. Con cá lóc này cũng 1,1 kg nè, cá lóc đực nữa vậy đó mẹ. Không để cái này. Cái này hả? Cái này không có. Cái này có để ngồi. Cái à. Để mà lấy ngồi bằng ra cái đẻ rồi nè, lũ đất nào quá. Cái gốn. Bởi vì mẹ dùng từ ngữ phản cảm quá. Bởi vậy. Thiệt tình quá. Ủa này mình mặn mình đâu có đánh đâu có cắt đâu cắt mang rồi hả? Mặn hết, mặn sạch sẽ. Mặn sạch sẽ. Nó nở nè, tụi nó đẻ. Cá hết hồn nha. Cá ngon ghê luôn. Tôi tính mua miếng mũ. Không, giờ mình mua mấy mua mũ ốp lên được. Ốp lên nếu mà dột nữa. Không có dột đâu. Bắt đầu là bà, đi mua lá về làm. Thì bà đo dưới này nè, chị lá giờ cái đo dưới này chị heo nghe. Bữa hổm con đo rồi nó bị hụt. Mày đo thì mày chị heo thêm thí dụ đây 3 mét mày mua 5 mét. Đâu có đồ 5 mét chứ vậy. Thì nói vậy chị heo vậy đó. Không đi đo nên đi che cái máy mà đi đo cái sàn. Đúng rồi, lửa tắt một bên nữa ta bơ nặng là mở mà trừ hao rồi đó mà cũng thiếu đó. Cá lóc đồng, cá đồng. Nhìn cá biết cá lóc đồng. Cái gì thấy cái gì nữa. Cái dài á không? Cũng có cái gì nữa tôi thấy không có xanh gì trơn à. Trời chỗ mối mang không à. Mà nhiều khi mối bị vụ nữa, nhiều khi mối không biết luôn. Giống như mẹ con đó đó. Ở đó mẹ bị vụ á. Cái này nghi nghi nè. Rồi đại gia mua rồi bị mang vốn quê. Mối bị lầm nữa chứ ở đó. Ý là cái người bà có cái đồ quần quào quào bằng cá không ơi? Không. Bữa nào mua cái đó để dành làm cá thường xuyên mà mua cái đó nó làm dễ làm. Người qua. Nè nha, mưa. Mưa rồi qua đó hay qua bắt bướm gì nha. Rồi họ vô chồng ở nhà. Heo, quay vô nhà. Heo nó không giống như gấu. Kêu kêu đi đây à. Gấu nó kêu cái quay vô cái gì. Con này kêu rồi đứng. Vô tư. Bởi vậy thì được đó. Nó nói nuôi mèo là hoàng thượng mà. Vô, heo. Quay lại nè. Đi đây à. Rồi đi làm bậy. Ủa tôi đó đi làm bậy chứ. Rồi đi làm bậy thiệt. Đi hỉ hả? Đi hỉ. Trời mưa ở trong có thau cát trong nhà không chịu đi đâu. Đi ra ngoài cho nó mát. Sảng phái à. Đi xong sảng phái vô ngồi. Nó ngồi ngay cửa kìa.
Trong nhà có thao cát không chưa đi đâu? Đâu có, nó bự quá rồi bươi không được. Bự quá bươi văng ra ngoài. Mưa thì mưa nhưng mà không cản được tinh thần ăn uống. Có được mặc đều, mặc dù nhà hơi dột thôi. Nhà dột cột siêu. Cá này mình sẽ cứa ra, cái mình sẽ lăn với bột chiên giòn khô. Mình chiên. Mình không có xương luôn. Mình chiên tươi rồi chứ mình không ướp gì hết các bạn. Tại vì mình làm cái phần nước sốt kia rồi. Nhìn tới nhìn lui không biết hứa sao. Cá ngon quá, mềm mọc luôn. Nhiều mới chút nhiều không? Nhiều. Nhiều là mình chấm luôn. À, không, nhưng mình... mà cái này làm cái mắm này mặn hơn xíu, nước sốt nó hơi ngọt ngọt chua chua. Trong cái phần nước sốt này mình có cho thêm đường nè, nước mắm. Nếu các bạn nào mà thích mùi vị của tương cà tương ớt thì mình có thể để vô, mình thì làm nước me thôi. Nhà mình bữa nay dột quá rồi. Nhà dột cột siêu. Nhà dột cột siêu rồi. Điềm điệp. Anh làm lọt tỏi đi. Giờ mình dắt vậy à. Đúng. Đây là bột chiên giòn khô đó các bạn. Mình không có... là bột khô. Mình tẩm lên. Trong đó này cũng gia vị hết trơn rồi. Cho nên là mình không có thêm gì hết trơn. Thơm mùi giống như bịch hạt niêm của mì á. Chị chợ chợ ấy lên cái nó hở ra đó chị Tư. Hả? cầm cá lên, cầm cá lên là nó hở ra chị chế anh, nó gắt bột đó thế đó. Chưa chạy chưa chơi chơi. Chơi thắng à, để đi mà. Chị bắt chẳng là được. Cái này dầu có không? Hết dầu. Nhà hết dầu, hết gạo. Hết đồ ngọt, hết muối. Trời mưa trời sao á, thôi giờ nghỉ ăn đi. Đốt lửa lên nướng. Hết than luôn. Quay chảo, mấy cái kêu là quay. Quay, đây. Ủa còn dầu mà. Còn. Tại mới tiết kiệm mà sao mà mẹ chế thêm với nó mẹ. Rớt đồng tiền à. Đắp lại đó. Bữa nay mình ăn theo kiểu mình cuốn bánh tráng sẵn. Cái hồi đó mình ăn mình gấp bánh tráng cái cá mình ăn luôn à. Mình khỏi cuốn lên, mình khỏi ngồi mình cuốn. Ăn kiểu nhà hàng vậy đó. Nhà hàng Mé Mương. Còn đây phần sốt me nãy mình làm nè. Mình phi thêm miếng tỏi với miếng hành tím. Rất thơm. Cái này chính hỏi cái mình sắc ra. Sắc ra khúc ra dễ. Khúc khúc dễ. Lẹ, ăn lẹ. Dao lục lục. Nhắc
được rồi. Dạ. Chị canh xong mà nó đồng với cắt cái này luôn nha. Ừ. Đó. Cái này dài, cái này ngắn rồi đó. Rồi ngay rồi, được hả? Đo lấy thước đo mẹ. Chắc mẹ lấy ấy đo quá. Đó, ngay rồi đó. Hay. Hay thiệt. Bây giờ cái này tài cái nỏ. Cái đầu. Chút cũng cái mỏ luôn. Chứ thì học theo chị luôn. Mày không giữ đồ giặt mỏ mày à. Thời mấy bà ở chợ cái lộn, mày không giữ tao giặt mỏ mày à. Ừ, đó đó. Như phải nó giặt mỏ à. Lấy này nó ngược à. Tối quá. Nó thui rồi. Đó, được rồi đó, chỉ cho anh rồi đó. Ý dạ. Được. Ốc bạ ra chính giữa phụ. Dung. Dung, dung, để nằm xuôi. Ừ. Vậy cái mình chan nước sốt me lên. Rồi, chan nước mắm nè, quá trời. Nó kẹo. Nhìn ngon. Rồi, dâm đũa ăn. Quá đã. Giống đi còn không? Không. Hồi mình lật lên kia cái mình trang tiếp. Ừ. Rồi. Vậy cái mình sắp rau một bên. Ai ăn rau thêm ăn. Cái mình sắp cuốn lên. Sắp rau bên này. Vậy cái hồi mình lấy cái bánh tráng ở ngoài ra dễ gấp. Rồi hôm nay mình cá lóc sốt me xong rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình. Ủa dùng gói bánh tráng. Cá lóc que me. Mới nó sốt cái sốt me. Sốt me que me gì cũng vậy hả? Cũng vậy đó. Giúp. Có rau nè. Đó. Rồi. Cái này hồi nãy còn nè. Bị dính nè. Ờ. Thôi gấp luôn anh luôn. Đây. Đây. Vậy đó cái mình gấp mình ăn, cái mình vẽ cá ra mình ăn à. Cho xong rồi. Ờ nãy nó còn đi thân. Ừ. Rau. Mặn nhưng mà tới. Không. Ủa. Cái đó có rau sẵn à. Rau nữa. Mặn à. Mặn nha. Rau nhà mà hả? Mặn. Ừ. Nói cá vậy cái mình dễ dễ ha. Nó ăn ngay luôn quá. Ngon quá. Đó, đúng không? Bột vừa ăn ngon quá. Chấm vô. Đúng. Chấm. Chấm rồi. Rồi, cho một ly coi. Ly cũng làm, đạm đi coi. Mì cướp. Ăn miếng cỡ cuốn. Cái ăn miếng cá lóc vô. Ăn về úp phải. Ăn về bẻ. Ừ. Khỏi ngồi gói. Ăn vậy mấy người mà là biến gói chứ gói không khéo phải. Hả? Nó điểm hình là mẹ. Chứ chú Út. Tại tôi có khéo lắm nè. Vừa ăn thấm vừa ăn miếng cá giòn tan luôn á, giòn mà dẻ. Cái đầu nó bị hơi cỏ. Hồi nãy cô Thấm mới hỏi làm gì ăn. Nó chua luôn. Chua luôn. Nó sốt nè.
thấy mưa, thấy trời mưa trong đầu suy nghĩ phải kiếm vô kiếm chợ cá lóc vô, người vợ kiếm cá lóc về quê mẹ ăn. Chó hả? Đám đi thành. Mới vừa kiểm tra luôn em ngắm kịp tấn tấn tấn. Nhắn bác có gì bác điện? Tính của nó là tính điện hả? Bác số. Hai sáng là đi chạy sớm hả? Thì tôi qua tại ăn quan tài bún số mấy chị ta? Không chín. Mời quên. Chào sáng nó ra rồi đúng rồi. Hồi nãy đi chứ gặp ra rồi ngạn qua đó. Không có mới gặp đây mà. Bốn cái quan tài. Bốn cái. Làm gì giúp? Chắc đi hai xe, không phải. À, đi khúc đó, gặp cái xe chở quan tài. Cái đi vô tới đây gặp nó xe chở quan tài nữa. Thôi, trời ơi, chị nói gì dở rồi. Chị phải chặn xe lại hỏi người chết xong mới tổ hết. Đó người đó như tuổi. Ừ, nó chở thì bỏ mối. Ủa, có nói gì bỏ mối sao? Xe chở quần đài đi bán chứ phải là mấy chứ hỏi ai biết. Chở vô chạy hòm á. Đâu có. Có người chết thì chở chở gì lần hai cái vậy? Chở lần hai cái thì vô đây á rồi bỏ chắc bỏ lần này nào. Còn ông ngoài lộ á là chăm thêm. Ông ngoài lộ á là chở có cái gì cái chân. Có chân là có người chết. À. Giật dạ. Châm thêm. Thì cũng như có người chết thì giật châm thêm. Châm kho hết. Ta kể không biết có mà. Ví dụ người ế quá cái thì tung vô trống nặng thấp trong cái. Mà có người chết rồi. Lại đúng đất ơi. Ế thì vậy là khỏe chứ làm sao. Có những người biết hệ chứ bộ. Tội nghiệp người ta. Ế thấp trời ế quá. Nó tù. Cụ gì đó nghe nghề người ta vậy phải chia ra vậy. Cũng bác sĩ em tư là như có mừng nào ốc đĩa có hay không có giá coi có khách lại giá có khách lại con đĩa bự không đó chứ bộ đó to cái nào ta cũng kinh doanh dạng đó nên nào cũng thờ con đĩa không nói kinh doanh mà. Thôi tôi kinh doanh đó tôi cũng làm được. Ủa? Mày đừng nói vậy. Tội nghiệp người ta. Sao tới đó được. Ví dụ như vậy thì ngồi ông địa ơi bán con bán cho đắt thì vậy thì được. Mới tới năm 6 rồi làm bác sĩ. Không có. Mẹ nói mẹ làm cái nghề đó mẹ làm không được. À đúng rồi. Ừ. 1 phút 30 giây rồi là bác sĩ. Gà dễ nhất đi bán nha, giá dễ nha, dễ nhất. Gà sáng cái quậy ly cà phê sữa đá. Ông Địa ơi. Ủa? Phò hộ cho con bán cho đắt. Ai cũng mua mùng mình, con bán mau lẹ. Còn sáu mối hàng, âm mối mở hàng thì đốt luôn ở Phong Long. Đốt Phong Long. Là muối. Muối gì vậy? Có một cái bà đó đốt Phong Long mắc cười. Vậy tới lui hả? Ừ. Vậy là cầm chặt 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 chặt, dở lên, chặt chặt, dở lên nha. Thầy mà nói gì thợ con đĩa với ông thằng này đâu phải là phụ hộ mua ba món đắt gì đâu. Làm gì? Cũng vậy á. Gì? Tôi không biết ông gì. Ông gì? Thì có cái quan niệm vậy thôi chứ ai biết người ta. Để giúp. Ừ. Già nó ngon ghê rồi. Nó vừa thẳng. Rồi lấy nó xốp rồi, xốp. Chơi không? Còn những gấp cuối cùng. Tới cho cái qua đi em dỗ có cái món gì không kia, em dỗ món gì không? Tới cái xương nó còn thơm á. Cái nó chui. Vừa ăn. Hết chân rau rồi còn cái đầu khá chưa dần dần mâm. Này dần luôn nè. Còn 3 phút. Đúng là người Việt Nam mà. Ăn dần dĩa. Ăn hết bị đồ không còn mất giá mà. Rồi video đã đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người xem video của mình nha. Rồi mời mọi người xem video kế tiếp theo nữa. Cảm ơn, chào. Đợi đi ngang gặp lại không? Ngang gặp lại video tiếp theo. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video gia đình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày mai.